Gần 2 tháng nay đều đặn từ 6 giờ sáng, tại nhiều phường trên địa bàn quận Ba Đình đã chuẩn bị những bữa sáng miễn phí cho người lao động khó khăn tại Hà Nội. Một gói xôi, chiếc bánh mì, hộp cháo hay là chai nước lọc. Tuy giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng cũng đủ làm ấm lòng những người nghèo trong tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Mỗi sáng sớm tại tổ dân cư số 5, phường Ngọc Khánh, nhiều hội viên phụ nữ đã có mặt để nấu đồ ăn sáng tặng cho người nghèo. Mỗi người, mỗi việc, họ tình nguyện giúp đỡ những người không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bắt đầu là từ khi thực hiện giãn cách là chúng tôi đã bắt đầu làm rồi. Thì hôm thì chúng tôi nấu cháo, đổi một bữa xôi. Nguồn kinh phí thì hầu như là do hội viên chúng tôi, mỗi người góp một ít. Và buổi sáng thì thường thường là cứ tầm khoảng 300 suất. Và buổi chiều thì cũng có 300 suất cơm. Từ già đến trẻ, mỗi người mỗi hoàn cảnh, họ đều là những người nghèo, không có thu nhập. Nhiều tháng nay đều trông chờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, những nhà hảo tâm để không bị đứt bữa. Sáng nào chúng tôi lấy ăn sáng này, chiều thì ăn lấy cơm này. Nhà nước rất quan tâm chúng tôi nghèo khổ, dịch giã chúng tôi này không làm ăn gì được. Các bà phục vụ rất tốt. Đỡ mỗi sáng 20 bạc hai mẹ con thì không có tiền. Tôi cảm thấy tốt ơi là tốt. Chúng tôi rất là cảm ơn. Chúng tôi rất là thấy xúc động. Khi chúng tôi mất việc làm. Vậy tôi được xin cảm ơn. Bây giờ hiện giờ là tôi ở nhà không có việc làm 2 tháng rồi. Đến bây giờ như thế này và những các bữa cơm như này thì chúng tôi rất là xúc động mà. Các cô nấu đồ ăn ở đây con rất thích. Vùng miệng con ạ. Không thì xôi, không thì bánh mì, không thì cháo. Con cảm ơn cô, con cảm ơn mọi người ạ. Vì con đã phạm đồ ăn miễn phí ạ. Không kể hết khó khăn mà người lao động đang gặp phải trong mùa dịch COVID-19, chính quyền các cấp và những nhà hảo tâm cũng chưa thể đáp ứng được nhiều hơn nữa nguyện vọng của họ. Nhưng những hoạt động sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa tình của người dân thành phố Hà Nội để cùng nhau vượt qua khó khăn mùa dịch.